Xin chào các bạn, bây giờ thì Khánh Tường đang có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, là một trong những ngôi chùa rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đặc biệt là không gian của ngôi chùa này thì cũng có rất là nhiều nơi để chúng ta có thể check in sống ảo. Nên là bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo chân Khánh Tường vào bên trong ngôi chùa này để chúng ta tìm những địa điểm check in thật là tuyệt vời các bạn nha. Follow me. Và vừa bước vào cổng chùa thì phía bên tay trái sẽ có một ngôi tháp mà theo như Khánh Tường được biết đây là một trong những ngôi tháp đẹp nhất tại Việt Nam của chúng ta, được xây bằng đá, là một trong những kiến trúc đặc sắc nhất của chùa Vĩnh Nghiêm. Đối diện ngôi tháp được xây bằng đá này thì là một ngôi tháp người ta gọi là tháp Quan Thế Âm. Ngôi tháp thì nhỏ hơn. Tiến sâu vào khu vực bên trong này thì chúng ta thấy là chùa Vĩnh Nghiêm có một cái không gian khá là rộng lớn. Một sân có thể đậu được rất là nhiều xe, và ngay chính giữa chính là bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, và đây là nơi mà người dân thường đến đây để có thể thắp hương dâng hoa dành cho Đức Phật. Vừa rồi thì Khánh Tường vừa mới thắp hương cho Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, và ở đây thì có một điều đặc biệt là người dân khi mà đến đây cúng không chỉ là thắp hương không, mà còn dâng lên những bó hoa, đó chính là hoa sen, rất là đẹp. Và hoa này thì cũng được bán khá là nhiều ở trước cổng chùa, cho nên là quý vị chúng ta có thể mua với số tiền cũng vừa túi tiền thôi. Chúng ta đã có một cái bó hoa sen rất là xinh đẹp để có thể dâng lên Đức Phật ở đây rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lên tới khu vực chánh điện của chùa. Thì ở đây có 3 cầu thang, chúng ta có thể đi cầu thang nào cũng được. Và lúc nãy khi mà mới vào chùa thì Khánh Tường có giới thiệu với các bạn một địa điểm rất là đặc biệt, đó chính là chiếc tháp được xây bằng đá ở phía bên cánh trái của cổng tam quan. Thì bây giờ khi mà lên với khu vực chánh điện này rồi thì chúng ta sẽ có một cái con đường để đi tiến gần hơn với chiếc tháp đó, để chúng ta có thể, và đó cũng chính là địa điểm check in đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm mà Khánh Tường muốn giới thiệu với các bạn. Đây. Nếu như mà các bạn để ý thì trên đường mà chúng ta đi từ dưới bậc thang đến tới ngọn tháp này thì cũng có rất là nhiều những hồ sen nhỏ nhỏ, cũng như là những cành của, đây là cây bồ đề nha các bạn. Chúng ta cũng có thể chụp được những tấm ảnh rất là đẹp rồi, nhưng mà Khánh Tường sẽ giới thiệu địa điểm này trước. Đây, thường cái lần chụp hình tại đây Khánh Tường sẽ nhờ những người bạn chụp hình của mình để cái góc máy thấp xuống một tí xíu để chúng ta có thể thấy được cả ngọn tháp ở phía trên này, và thấy người của mình nó cũng sẽ cao hơn. Nếu như mà các bạn để máy ngang như vậy thì mình chỉ thấy được có một nửa của ngọn tháp thôi. Vừa rồi là địa điểm check-in đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, và chỉ một cái background là cái ngọn tháp của chúng ta thôi thì chúng ta cũng đã có khá những tấm ảnh rất là đẹp rồi. Bây giờ thì Khánh Tường sẽ giới thiệu với các bạn những góc chụp khác nữa tại chùa Vĩnh Nghiêm, đó chính là ngay tại ngôi tháp chánh điện của chùa luôn. Chúng ta chụp tại đây á thì các bạn sẽ cố gắng lấy cái góc làm thế nào đó để thấy được cả cái ngôi chánh điện. Và một địa điểm tiếp theo nữa Khánh Tường muốn giới thiệu với các bạn, Khánh Tường nhìn thấy ngay giữa sân chùa có một bộ lưu hương ở giữa, và hai bên là hai chân đèn. Và theo thông tin mà Khánh Tường tìm hiểu được, đây là chính là món quà của cố chủ tịch nước của đất nước ta đã dành tặng cho ngôi chùa này, và đang được đặt ngay giữa của chánh điện. Và Khánh Tường thấy là chỗ đó thì mình cũng có thể có được những tấm ảnh rất là đẹp, và chúng ta cùng đến đó các bạn ha. Chính giữa chính là bộ lưu hương, hai bên là, theo Khánh Tường biết, là hai cái chân đèn. Cái này hình như là bằng đồng các bạn ạ. Đèn này không biết là buổi tối thì người ta có thắp đèn hay không. Khánh Tường thấy là vẫn có chỗ để mà có thể thắp đèn được, và trong này cũng có nhang, những tàn nhang. Thì Khánh Tường nghĩ là ban đêm hoặc là vào những dịp lễ lớn thì chùa chắc là sẽ thắp đèn ở trong hai cái chân đèn này. Và có một điều rất là đặc biệt là sau lưng Đức Phật á, thì có một cái ống tre. Thì lúc nãy Khánh Tường có nhắc đến hoa sen á, thì nhiều Phật tử khi mà đến đây mang hoa sen đến á, thì sẽ đặt hoa sen vào trong cái ống tre này. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong không gian của chánh điện của chùa Vĩnh Nghiêm. Khánh Tường xin được nhắc lại là
Do là không gian của chùa rất là trang nghiêm, cho nên là chúng ta khi mà vào trong á, thì các bạn nhớ là trang phục của mình sẽ phải kín đáo và chỉnh chu. Và có một cái quy định rất là đặc biệt tại chùa Vĩnh Nghiêm là để tránh cho có quá nhiều khói ở trong không gian của chùa. Thì mỗi người khi mà bước vào chỉ được cầm 3 nén hương thôi. Chúng ta sẽ thắp ở bên ngoài trước và chỉ được cầm 3 nén hương mỗi người vào bên trong thôi các bạn ha. Các bạn ơi, giống như Khánh Tường nói là chúng ta cần phải đảm bảo quy định của chùa là mỗi Phật tử sẽ có 3 nén hương và chúng ta phải bỏ giày dép ra. Và Khánh Tường thấy ở đây cũng có một cái bảng để là Phật tử tự giữ lấy tài sản của mình và giày dép. Cho nên là cũng lưu ý là khi mà mình tới chùa thì mình cũng đừng mang quá nhiều vật dụng đắt tiền để chúng ta tránh việc những trường hợp đáng tiếc xảy ra các bạn ha. Bây giờ thì Khánh Tường đã sẵn sàng để vào chùa thắp hương cho Đức Phật rồi. Thường hơi nhầm một tí xíu, hai cây nhang này á, chúng ta sẽ đốt ở hai bên cửa chính của chánh điện các bạn ha, rồi sau đó mình mới vào bên trong này. Lỡ rồi mình sẽ vào luôn một xíu, mình sẽ ra mình cắm nhang ngoài kia. Đây là không gian của chánh điện có Đức Phật Thích Ca. Lúc nãy thì Khánh Tường có lỡ mang hai cây nhang vào trong này thì đã được chú bảo vệ nhắc nhở là không mang nhang vào trong này, tại vì tất cả những không gian ở đây đều được sơn son thiếp vàng nha các bạn, để tránh việc là khói sẽ bốc lên và sẽ làm đen đi những cái lớp sơn son thiếp vàng ở trên không gian của chùa. Có một cái điều mà chúng ta luôn phải lưu ý khi mà vào chùa, đó chính là phải đi nhẹ nói khẽ nha các bạn, không gian trong này rất là yên tĩnh. Các bạn có thể thấy là chùa của chúng ta đều là không gian mở hết, cho nên là gió thổi vào rất là mát, không có cảm giác bị ngột nha các bạn. Đứng ở đây thì chúng ta có thể nhìn ra thấy được khuôn viên bên ngoài của chùa với cây xanh rất là thoải mái. Tại không gian này á, thì theo Khánh Tường được biết là vào khoảng 7 giờ tối hàng ngày luôn thì sẽ là không gian dành cho các Phật tử đến đây để tụng kinh, và chúng ta cũng có những cái dụng cụ phía bên kia, đệm lót ngồi và kệ để kinh. Và đặc biệt là vào những dịp lễ lớn á, còn đông hơn nữa. Cho nên lý do vì sao mà khu vực chánh điện này có một cái không gian rất là rộng lớn cho Phật tử đến để tụng kinh hàng đêm. Khánh Tường có giới thiệu với các bạn là phía sau lưng của Đức Phật có một cái ống tre để cho Phật tử tới để hoa sen lên trên ống tre đó. Thì bây giờ sau một hồi vào bên trong ra thì Khánh Tường đã thấy có Phật tử đặt sen vào ống tre rồi. Đây. Ở đây thì sen ở trước cổng chùa bán cũng rất là nhiều màu, sen trắng, sen hồng. Đây là một bó sen trắng mà có một vị Phật tử nào đó vừa mới để lên, rất là đẹp. Và nhớ là khi mình đặt sen lên thì chúng ta có thể cầu nguyện các bạn ha. Mình sẽ có thể đặt tay lên trên thân của Đức Phật để có thể cầu nguyện. Và không nói đâu xa hết, có một vài người bạn của Khánh Tường cũng đã từng chia sẻ luôn, mình có một câu chuyện gì đó buồn ở trong cuộc sống, mình có thể tới đây giống như là một cái niềm tin mình dành cho Đức Phật, tâm sự với Đức Phật, thì sau đó thì tâm trạng của mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều với hình ảnh của một đóa sen như thế này. Rồi, bây giờ thì chắc là Khánh Tường cũng sẽ check in một vài tấm ngay tại vị trí này các bạn ha. Và các bạn ơi, giống như tiêu chí mà Khánh Tường đã nói ngay từ đầu của chương trình Đi Đu Đi Đâu, mỗi số như vậy thì Khánh Tường sẽ dắt các bạn đi đến những quận huyện khác nhau thành phố Hồ Chí Minh. Và mỗi quận như vậy thì chúng ta sẽ có một địa điểm check-in và một địa điểm ăn uống. Và bây giờ thì Khánh Tường đang có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm và nằm tại quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với một địa điểm ăn uống tại quận 3 luôn. Và địa điểm nào thì xin mời các bạn cùng theo chân Khánh Tường nha.